tuyển và lựa chọn những con rất là kỹ lưỡng. Đây các bác cùng ngắm này, những dòng này thì hiếm hàng, không có hàng nhiều đâu, phải săn lùng để mà những con đẹp xuất sắc như thế này, có gỗ này, nịp này, đây mới kem. Đấy, nhìn những cái đây các bác, đánh hai cầu loa AB A kèm B chạm loa bên này. Con này series là 11007 nha, 11007 11007 nha các bác, 560W đánh 8 sò sắt, chạy nguồn xuyến, tuyệt phẩm nhà xanh xuôi, dòng 4 số rồi đến dòng G. Đây các bác cùng ngắm cạnh trên, em đang giao giá các bác là 52.500, giá cực kỳ tốt nha, bao giá cho các bác mình chơi, không qua khâu trung gian, có giá rất là tốt, hàng thì đẹp, đạt tiêu chí các bác vừa nghi vừa trưng bày. Đây các bác nhìn nấm này, đấy, ống ánh kim cương luôn nha. Đấy. Ok chưa các bác? Đây là phần nấm nhìn đài, đây là phần volume. Series là 11007 nha, 52.500, chỉ khoảng đủ thì em sẽ bớt 500.000 cũng như là 1% tiền phí thu hộ tiền đỡ tốn, thì nếu cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên, khoảng vài triệu là em ship hàng tận nơi, các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Hiện tại em nó sử dụng điện 110-120V tại vì nó là hàng Mỹ về, còn các bác nào muốn xài điện 220V thì báo với em chuyển điện cho các bác nha. Bên đây là phần nhận tín hiệu đầu vào. Và em sẽ mở nội thất bên trong để các bác cùng xem đồ đẹp. Máy thì em bao zin tuyệt đối và nó đẹp, đạt tiêu chí là đẹp, đẹp cứng luôn nha các bác. Đạt tiêu chí là vừa nghi vừa trưng bày luôn đấy. Còn về grip loa thì G8000 là dòng G của Sansui thì không cần bàn về loa rồi các bác. Loa nào chơi cũng được, tiếng hay, đẹp ngất ngay. Mời tất cả các bác cùng ngắm em nó. Em nó chạy nguồn xuyến sexy 7 màu và mỗi vế nó chạy 4 con tụ. Đây là phần chuyển điện của sản phẩm. Hiện tại điện 110. Đây các bác nhìn sexy này, ống ánh 7 màu mới ken luôn nha. Đây chân máy này các bác, 7 màu chân tụ này. Đây tụ nó có mã hết á. Đây mới không. Đây, những sản phẩm em đưa và tiến về phục vụ các bác. Đây. Quá mới nha. 52.500 là tại shop em Chiến, là các bác đã sở hữu được một con G8000 hàng đẹp cứng. Series là 11007. Rồi, em Chiến xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Để sở hữu em G8000 và những sản phẩm bên em Chiến phục vụ và những sản phẩm hàng tuyển thì các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Những cái sản phẩm này nó thuộc hàng top rồi các bác, thuộc sản phẩm cao cấp. Nên bên em là tuyển hàng là phải nó phải đẹp, phải chắc, từ chi tiết máy này, nấm nút này, đẹp long lanh, đấy, ánh kim cương còn đủ hết. Nói chung là phải là tuyển toàn chọn kỹ lưỡng các bác. Đây. Này các bác nhìn này. Con này thì em đang giao qua là các bác giá rất là yêu thương luôn. 83.500.000. 83.500.000, kể cả lái vẫn mua về bán lãi bình thường các bác. 83.500.000 nha. Đấy các bác thấy chưa, độ đẹp, nhìn từng chi tiết này các bác. Chiều nay thì bác khách đã chốt con 9090 trơn mới về hôm qua rồi các bác, hiện tại còn 90DB thôi. Đây cảnh tiếp theo, tám mươi ba triệu năm trăm nha, chỉ khoản đủ là 83, cọc tiền cọc giúp em khoảng 10% trở lên em ship hàng. Này các bác cùng ngắm nha, hàng mới về các bác ngắm thoải mái đi. Series con này là 0528 10528 700W 10528 nha. Máy thì bao zin tuyệt đối, bên em về là sản phẩm nó chắc, hàng là hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam.
Các bác mua ở đâu thì em không biết, nhưng mà mua bên em là cái nào chưa qua tay người sử dụng Việt Nam là em đã báo thẳng, tại bên em chuyên hàng nước ngoài về. Và những cái con này á, các bác biết rồi, ai đã sử dụng rồi là hầu như không bao giờ bán lại đâu. Nó là thuộc sản phẩm hay của hãng Sansui này, trưng bày đẹp, top sản phẩm rồi. G9000DB, G7000 này, G7500 quá, G8000, rồi G9000, rồi G9000DB là hết số dòng 9000 này. Rồi còn cái bản cao cấp nhất nó là bản Logo Limited, cái bản là bản của đại gia rồi các bạn. Cái bản nó phải đắt hơn khoảng 8 đến 10 triệu, tại vì nó phải tốn tiền vàng các bạn, chứ không phải đơn nhiên mà nó lại đắt đâu. Muốn mà lên Gold Limited các bác phải bỏ vào khoảng gần 2 chỉ vàng đấy, là cái phần này nó sẽ là bọc vàng hết các bác đấy, chứ không phải là đơn nhiên đâu. Cũng kiểu như là chị em phụ nữ chúng ta đó, muốn đẹp là đi đâu, đi lịch, đi tiệc hay là đi đám cưới, là chúng ta phải khoác lên một cái trang điểm, gọi là một cái đó là chị em phụ nữ rất là biết rồi, mình thì không có để chơi. Nhưng mà ví dụ cái đó không nói nha, nhờ các bác đó, một cái lắc vàng, một cái nhẫn vàng hay là 2-3 cái lắc vàng, một cái phanh hay là cái đeo trên tay các bác, như một cái dây chuyền đó, tự nhiên con người nó sang lên hẳn rồi, đó gọi là gold đấy các bác. Gold nghĩa là vàng đấy, muốn sang, muốn độc, muốn rất là nhiều các người ta để ý, chúng ta phải bỏ vàng vào. Nhưng mà bỏ vàng vào thì nó phải sao, nó phải tốn tiền đấy. Nên những con Gold Limited thì nó số lượng nó không có nhiều, nó thuộc vào cái sản phẩm đặt hàng các bác mới có được thôi nha. Đép vàng vào, bọc nghĩa là bọc một lớp vàng vào quá, mở vàng nó phải tốn tiền. Nên là những cái con Gold Limited nó sẽ đắt hơn. Như con 9000 Gold Limited em đang giao là 89 triệu nha, còn con này là 83 triệu 500. Bán nào thích con Gold Limited thì mình có thể thêm tiền vào nha. Còn đây là con bản trắng bình thường, những con này nhiều lắm có, còn bản Gold Limited nó mới là hiếm. Còn Limited là số lượng có hạn mà. Các bác cùng xem con này đi, nó rất là mới luôn, cực kỳ xuất sắc. Hay bác nào mà bữa có gọi hỏi em có bản thường không, để cho tiết kiệm chi phí các bác. 83 triệu 500 em đang giao này, mới về luôn. Ê dồi ơi, nó mất gì ta, cái dài này. 83 triệu 500 nha, bao gồm phí ship rồi nha các bác. Rồi đi vào nội thất bên trong, mời các bác cùng ngắm lại một tí nữa về vẻ đẹp em nó này. Nói chung đẹp long lanh quá. Các bác mua hàng bên em là chuẩn sản phẩm, là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Nó mới này các bác, thấy chưa? Các bác thấy. Giờ mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. Vâng, xin chào các bác nha. Đây là những cái ruột rà bên trong của con 9000DB. Đây là bo mạch DB quá. Đấy. Hai cầu loa, cầu tiết, và các bác nhìn đồ mới. Giá em giao là sát với những giá lái nhập vào nha các bác. Nên các bác mình chơi thì nhanh tê nha. Chứ con này mà em lái mà lấy là họ về họ bán 90 đó. Còn Gold người ta bán tới gần cả 100 lần á. Nhưng mà em giao là giá trực tiếp tại shop em là con Gold á, con Gold Limited á, là 89 triệu. Còn cái con mà trắng thường này á, là giá là 83 triệu 500. Đấy, lái hay là khách gì là mua vẫn như vậy nha các bác. Tại vì sản phẩm này giờ nó hiếm quá. Giờ nếu mà lái con này về người shop á, lấy về là giờ không có nữa. Là các bác muốn sở hữu nó là các bác phải bỏ tiền ra, thì giá nó phải cao lên nha. Đấy, em nói rõ ràng hết rồi. Nên các bác nào mình yêu thích thì mình nhanh tay thì mình chốt thôi. Tại vì giá em giao lái hay là đồ cũng trên, nó không có trên giao nhiều các bác, 500 triệu. Tại vì em bán khách đã có kìm bảo hành rồi, còn lái nó sẽ không có kỳ bảo hành, nên các bác mình hoan hỷ đấy, mình thoải mái mình chơi đi, giá bao giá cho các bạn chơi luôn. Tại những xong lâu lâu em mới về thôi, không có nhiều đâu. Đấy, đẹp như thế này, nhấc cái nách luôn nha. G9000DB 83 triệu 500. Bạn nào thích bản Gold Limited thì em vẫn có một con nha, một con à, năm nay về được một con là 89 triệu. Đấy, tiết kiệm chi phí thì chúng ta chơi con này. Còn mà thích thêm gần cả chục cũ thì phải bọc lớp vàng vào thôi, sang trọng hơn, độc hơn. Ai đi vào vòng khách chúng ta cũng để ý liền.
Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Ở video tiếp theo, bác nào có nhu cầu sản phẩm cứ alo cho em và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.